với sự tham gia của 3 thú bông TY. Giải chạy TY Buffies cự ly 400m, Rainbow nhiều sắc màu, Fantasia kỳ lân hồng phấn và Tabia mèo con đáng yêu. 3, 2, 1, bắt đầu! 3 tuyển thủ đang chạy rất sát sao với nhau. Fantasia đã vượt qua 2 bạn còn lại. Trận đấu thật ngang tài ngang sức. Và người chiến thắng là Rainbow. Sưu tập trọn bộ thú bông TY Buffies 15cm, sản phẩm có bán tại Tiny Store.